Plaza, nơi mua sắm giải trí sầm uất sôi động bậc nhất Thái Nguyên. Theo xu hướng mới phát triển mô hình kinh doanh mở ở các trung tâm thương mại hiện đại, hiện nay trung tâm thương mại không chỉ là nơi để mua sắm đơn thuần mà nó còn là nơi mang lại nhiều trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí khác biệt. Lối thiết kế mở, văn minh, hiện đại thường được xây dựng trong các tòa nhà hoặc ở các khu đô thị đông đúc, hướng đến nhu cầu thực của khách hàng. Đại đa số người tiêu dùng thông minh thích mua sắm tại trung tâm thương mại bởi tính tiện lợi, yên tâm về giá cả, chất lượng hàng hóa, đáp ứng toàn bộ nhu cầu vui chơi giải trí, trải nghiệm những hoạt động nghệ thuật tinh tế, khẳng định đẳng cấp cá nhân. Tại Thái Nguyên, tỉnh trung tâm kinh tế xã hội lớn của khu vực phía Bắc, dân số gần 1,3 triệu người, thu nhập bình quân trên đầu người là xấp xỉ 77,7 triệu đồng một người. Phong cách mua sắm chuộng các thương hiệu thời trang nổi tiếng, các cửa hàng sầm uất. Nhưng Thái Nguyên vẫn chưa có nhiều điểm trung tâm mua sắm sôi động, đẳng cấp và khác biệt. Cho đến khi Danco Plaza, nơi mua sắm giải trí sầm uất độc đáo, mới lạ, với 5 tầng nổi, 1 tầng mái, diện tích mặt sàn 1.800 m², diện tích cho thuê 1.440 m², tổng diện tích cho thuê 7.200 m². Danco Plaza tọa lạc tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Từ đây chỉ 5 phút di chuyển đến trung tâm thành phố, tuyến Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu. Và chỉ từ 1 đến 5 phút đi bộ là có thể đến các địa điểm check-in ấn tượng không thể bỏ qua tại Thái Nguyên, như phố đi bộ, sân khấu nhạc nước, bến du thuyền, hồ mắt rồng, cổng chào dự án. Danco Plaza mục đích phát triển thành trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất tại Thái Nguyên, với các thương hiệu lớn, nhãn hàng và mặt hàng phong phú, xa xỉ, thời thượng, cùng hàng loạt dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giải trí, hội nghị, hội thảo của người Thái Nguyên và các khu vực lân cận. Được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, thanh lịch, sang trọng, vượt thời gian, Danco Plaza như một châu Âu thu nhỏ đầy chất nghệ thuật, tinh tế và đẳng cấp. Danco Plaza, nơi mua sắm giải trí sôi động bậc nhất Thái Nguyên, bởi quy tụ hàng loạt các dịch vụ tiện ích thiết yếu, nổi bật như cà phê, nhà hàng, ngân hàng, nội thất, thể thao, siêu thị, chăm sóc sức khỏe, trường học, trung tâm hội nghị, rạp chiếu phim, bar, cà phê. Bước chân ra phía ngoài, khách hàng sẽ choáng ngợp bởi đại lộ mua sắm sầm uất Sang Elize, nổi danh rộng 30 m, những tượng nghệ thuật độc đáo bên dãy shop house liên kề nhộn nhịp. Danco Plaza là sự khởi đầu của phố đi bộ The Rome sôi động với những hoạt động vui chơi giải trí bậc nhất xứ Danh Trà, cùng sân khấu nhạc nước lung linh huyền ảo. Các khách mua sắm còn được tận hưởng không gian đậm chất thơ trên bến du thuyền, đung đưa bên hồ mắt rồng mê hoặc. Những trải nghiệm mới lạ này còn góp phần thu hút nguồn khách đến mua sắm và trải nghiệm, tăng cao lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Danco Plaza, trung tâm thương mại sang trọng và khác biệt, chắc chắn sẽ tạo nên một cộng đồng tinh hoa và thịnh vượng, kiến tạo nên biểu tượng sống kiều hãnh của người Thái Nguyên. Danco Plaza, kết tinh nhịp sống thời thượng.